Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 5, tập 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân trang 72. Cái này thì chúng ta cũng vẫn đặt giống như phép nhân với phép nhân bài trước ha. Là chúng ta cũng vẫn đặt thẳng hàng với nhau thôi. Được. Rồi kết quả thì chúng ta sẽ đếm số thập phân rồi chúng ta phải. Chứ còn trên này đặt thì chúng ta cứ đặt thẳng hàng. 4 nhân ta 8. 48 là 32, viết 2 ta như 3 nhân bình thường. Nha. 43 12. 12 với 3 là 15. 88 số 4. Viết 4 ta như 6. 83 24. 24 với 6 là 30. Nha. Cộng lại 2 9 1 3. Chúng ta xem nè, phần thập phân ở trên là mấy số, sao dấu phải một số. Phần thập phân ở dưới là mấy số, một số. Vậy là một trên với một dưới là 2. Chúng ta đếm như đây 1 2 phải ở đây. Nha. Chúng ta cứ việc đặt bình thường, nhân bình thường. Nha. Rồi sau đó còn dấu phải thì chúng ta xuống đây chúng ta đếm. Ở dưới là có một số, sao dấu phải. Đây một số, một số cộng một số là hai số. 1 2 phải. Rồi, bài tiếp theo. 3,24. 7,2 thì chúng ta cứ việc đặt bình thường ha, đặt thẳng hàng nhau nha, thẳng hàng nhau. Chứ không có xịt dấu phải với thẳng hàng với dấu phải. Khi nào? Khi là cộng hoặc là trừ. Thì chúng ta dấu phải chúng ta đặt với thẳng hàng nhau. Còn nhân không cần, không phải. Cứ nhân bình thường. 2 nhân cho 4 8. 2 2 4 nhân 3 6. 4 nhân 7 28, viết 8 ta nhớ 2. 4 7 4 2 14. 14 với 2 là 16. Viết 6 ta nhớ 1. 3 2 1 2 2. Chúng ta cộng lại 8 12 2 nhân 1 6 6 12 1 13 3 nhân 1 3 2. Rồi chúng ta xem nè. Ở trên này có mấy số, sao dấu phải 1 2. Dưới này có mấy? 1 2 cộng 1 là 3. Chúng ta đếm nè. 1 2 3 phải ở đây. Được. Bài tiếp theo. 0,125 nhân 5,7. 5,735 viết 5 ta nhớ 3. 5,214 7 x 2 là 14 với lại 3 là 17. 7 ta nhớ 1. 717 với 18. 70. 5,525 viết 5 ta nhớ 2. 5,210 10 với 2 là 12. Viết 2 ta nhớ 1. 515 6 này là 0. Được không? Rồi, chúng ta cộng lại. Này 5 7 12 11 7. Rồi, chúng ta xem nè. 1 2 3 4. Được không? 1 2 3 4. Vậy ngay chỗ này là số 0 này tôi hại xuống này. Đó. Nha. Này, nha. Và cái này thì nhân bình thường, đặt thẳng hàng bên tay phải này, rồi nhân bình thường. Rồi chúng ta đếm. Đếm cái trường hợp này đó là nó
nó qua bên phía con số 0 luôn nữa không? Đây là hại trong 0. Rồi đây là ba số, một số là 4, 1 2 3 4 à, phải. Bài số 2. Bài số 2 làm gì đây? A, người ta họ cho cái cột này. B, người ta họ cho cột này. A nhân B nha, A nhân B là bằng bao nhiêu? Rồi bây giờ B nhân A. B nhân A. Thì A nhân B là bằng B nhân A chắc chắn, tại vì cái này có tính chất giao khoán, giống như 2 nhân 3 cũng giống như là giờ 2 nhân 3 đó. Thì bằng là 3 nhân cho 2. Đó. Cho nên chắc chắn hai cái này nó sẽ là bằng nhau. Và hai cái này nhân nhau. Giờ thôi thầy bấm máy tính nha. Tốn thời gian. Còn mấy em chưa rành, mấy em cứ việc lấy giấy nháp thôi nhá. 2,5 nhân cho 4.6 bằng 11.5. Được không? Rồi bài này 4,6 nhân cho 2,5 và chắc chắn rằng nó sẽ cũng là bằng 11,5. Đó. Rồi ngay chỗ này thì 3,05 nhân cho 2,8 bằng, cái này cũng thầy cũng tương tự, thầy bấm máy tính luôn. 3,05 nhân cho 2,8 bằng 8,54. Thì ngay chỗ này, ngay chỗ này là ta lấy ngược là 2,8 ta nhân cho 3,05 và chắc chắn rằng nó bằng 8,54. Bài này thì 5,14 nhân 0,32. Này tương tự thầy cũng bấm máy tính luôn. 5,14 nhân cho 0.32. À, xét số này khá là dài. 1,64448. Nên là 0,32 ghi trước, đúng không? Nhân cho 5,14 thì chắc chắn rằng là số này nó cũng là bằng nhau. Nhận xét A nhân B bằng B nhân A. Tại vì này có tính chất giao khoán, giống như trên vậy đó, 2 nhân 3 cũng bằng 3 nhân 2. Rồi, cái phần ở dưới người ta nói gì đây? Phép nhân các số thập phân có tính chất giao khoán khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Bài số 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hẫu diện tích vườn hoa đó bao nhiêu mét vuông? Rồi, chúng ta sẽ đi tính cái chiều dài, được không? Chiều dài. Chiều dài vườn hoa là 18,5 gấp 5 lần chúng ta nhân cho 5 bằng 5 5 25 viết 5 ta nhớ 2. 5 8 40 42 viết 2 ta nhớ 4. 5 5 9 1 chữ phải đánh vào ngoài. Mấy rồi diện tích vườn hoa là
rộng nhân dài, dài nhân rộng gì cũng được, tại vì có tính chất vô hoán, dài nhân rộng, rộng nhân dài gì cũng được. Rồi thầy lấy cái này thầy bấm máy tính ha, bấm máy tính. Nhân cho 18,5. Ui số quá lớn. 1711,25 mét vuông. Đặt số. Một 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 bảy chứ. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.